Sơn, có chuyện gì bạn gọi tôi gấp ấy? Đây này. Sao? Bây giờ tôi phải ra sân bay, tôi vào Sài Gòn gấp. Ừ. Ở trong đấy người ta gọi, công trình ở trong đấy. Rồi sao nữa, có chuyện gì không? Vợ tôi ở nhà, ông biết nó trẻ trung xinh đẹp như thế. Ừ. Tính tình thì ông lạ gì nữa. Ừ. Đợt này đi lâu tôi lo quá. Đây này, tôi mới đặt cho vợ tôi cái quần sắt đề phòng mình đi lâu, ở nhà nó hư. Thằng nào có gạ gẫm không làm gì được. Kinh nhá, cẩn thận đấy. Được. Hả? Sao? Cầm cho tôi. Chìa khóa gì? Chìa khóa cái quần sắt của vợ tôi mà. Ôi, thôi. Ông làm sao đấy? Của vợ ông cầm đấy, tôi không cầm đấy. Bạn giúp tôi. Không được, tôi không cầm. Bạn phải giúp tôi, nghe tôi nói tôi... Nghe tôi nói đã này. Bạn cầm giúp tôi. Bây giờ tôi vào, tôi đi công trình ở trong đấy, luôn chân luôn tay, rồi đến lúc nó rơi rồi về không tìm đến là chết. Hiểu không? Thôi bạn giúp tôi. Anh em bạn giúp tôi. Rồi, yên tâm. Thế bạn đi giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng nhớ gọi tôi nhá. Cảm ơn bạn, giúp tôi nhá. Ừ, đi nhá. Sơn ơi! Sơn! Rụp. Cứ nhờ đi. Đứng. Sao đây ông? Khổ quá, làm ăn này chết rồi. Sao đây? Nhầm rồi. Nhầm gì? Bạn đưa nhầm chìa rồi. Nhầm chìa gì? Này, nhầm này. Sao lại nhầm? Đúng chìa này mà. Đâu mà đúng, tôi vừa mới thử mở, có mở được đâu. Thử rồi cũng được à? Vâng ạ. Thế thì để xem nào. Nhầm thật ông ạ. Đúng ra của nó phải là cái chìa này. Căn bản kiểu chìa nó mới. Chìa này nó còn to hơn cả cái chìa đấy cơ mà. Vâng ạ. Thế quái nào tôi lại nhẹ. Tôi thử mở vắt có mở được đâu. Đây này, cái này bé. Hả? Tao chưa ra đến sân bay mà mày ở nhà mày đã định mở quần vợ tao ra. Mày định thế hả Cường? Sao mày khốn nạn thế hả Cường? Ê, khốn nạn. Trời ơi! Anh ơi! Hả? Mình đi tiếp không ạ? Đi cái gì? Đi nữa ở nhà nó cưa quần vợ tôi. Khổ thế! Đứng yên! Ngồi yên! Nhúc nhích để em ông anh chúng nó chặn trước đoán chặn sau. Mày nhanh. Các anh là ai? Bọn tao là Cường đây. Cường à? Vào trong kia có cái gì quý lấy hết. Nhà anh cầm dưa mày. Có như mọi khi cho vợ chồng ra đây. À đúng rồi. Chúng mày đi bộ đi ra đây. Nhanh lên! Đứng anh! Đứng yên trong vòng tròn này, đứa nào thò chân ra ngoài, đập gãy bánh chè! Vâng! Nhớ đấy! Vâng! Lúc gãy bánh chè luôn! Em biết rồi! Con này có cao lên! Thò ra ngoài tôi đập vỡ xương cái chè luôn. Chân này vừa đã thò ra đúng không nhỉ? Không, em vẫn để nguyên thế này. Cười gì ạ? Không, em thở đi, em không có cười gì đâu. Xong chưa lâu thế? Xong rồi đấy, đi. Chuột, nhanh. Chúng mày đứng yên nghe chưa? Vâng. Động đậy tao đập vỡ xương cái chè nghe chưa? Vâng, em không động đậy đâu, đang đứng yên đây. Cười cái gì? Nghĩ được cách lấy lại đồ rồi à? Không mà no
nãy chẳng may rơi chân ra ngoài vòng tròn, nó không nhìn thấy. Mất hết đồ rồi, báo công an đi. Nhưng mà nó đã cho ra khỏi vòng tròn đâu. Các anh ơi, quay lại xóa cho em cái vòng tròn với. Cậu to gan thật đấy. Giữa ban ngày ban mặt mà cậu lại đi ăn cắp xe máy nhờ người ta. Ê, không phải. Nhưng cậu có biết là với cái tội danh của cậu như thế này là cậu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Không đơn giản đâu. Bác, dạ, con hiểu, con biết cái việc đấy ạ. Bác ơi, bác ăn với con điều thuốc được không? Cất thuốc đi. Cậu cất thuốc ngay đi. Tôi nói cho cậu biết là cậu đừng có dùng cái điếu thuốc để cậu mua chuộc tôi. Cậu không mua chuộc được nhà chức trách đâu. Một người có trách nhiệm như tôi không mắc mưu cậu đâu. Vâng, nhưng mà... Tôi vụt thẳng vào mồm luôn đấy. Tôi làm việc rất là nghiêm minh. Vớ vẩn với tôi làm sao mà được. Ai ui? Ai ui? Ôi bác ơi, con bị đau quá bác ơi. Ai ui? Đau cũng đứng đấy. Bác ơi, con bị ợ hơi, ợ chua, ợ nóng. Mà cái bệnh viêm loét dạ dày tá tràng này nó hành hạ con không đúng lúc tí nào. Mà thuốc con lại không cầm đi ở đây. Bác ơi, bác cho con đi ra ngoài con mua thuốc cũng được không? Con chết ở đây mất bác ạ. Không. Giờ cho cậu ra thì cậu trốn thì tôi ăn thịt cậu à? Không, bác ơi, con không bao giờ con trốn. Bây giờ như thế này nhá bác nhá. Nào. Bây giờ ấy thì mọi chuyện nó vẫn chưa ngã ngũ có đúng không bác? Đúng rồi. Vâng, con vẫn chỉ là nghi phạm có đúng không ạ? Đấy ạ, vâng. Thì có phải là thế thì cái xe này nó vẫn là xe của con đúng không ạ? Thì nó vẫn là tài sản của mày. Vâng, đúng rồi. Thế mà bây giờ con ở đây con lại không cầm thuốc theo ấy, mà cái bệnh này ôi. À, bác ơi. Cái bệnh viêm loét dạ dày tá tràng này nó hành con đau lắm bác ạ. À. Bác ơi. Đau kiểu gì? Đau kiểu gì? Con đau thế. Con đau sắp chết mất. Bác ơi, mà không cho con đi mua thuốc là con chết đấy bác ơi. Mua thuốc ở đâu? Con ra hiệu thuốc ngay đây rồi con lại vào luôn bác nhá. Mày đi thôi đấy, mày phải để lại xe đây đấy. Dạ vâng. Tao không cho mày mang xe đi đâu. Để đây mà làm tin đi, để tao không thì tao phải cầm đằng chuôi. Dạ vâng. Tao không phải. Cứ bình tĩnh, tao mới cởi được, mày nó cứ làm cuống lên thì bố ai mà cởi được. Dạ vâng. Đi nhanh lên rồi còn về đấy. Ai ơi, con đau quá. Chạy mẹ nhanh lên còn đau mới cả mãi nữa. Đau quá. Nhanh lên rồi còn về đấy. Xe ở đây rồi, chạy đằng trời. Gì có thế nhỉ? Đúng là trái đất tròn. Loanh quanh thế nào rồi chúng ta lại va vào nhau. Lần trước thì cậu ăn trộm chiếc xe The Gym. Lần nay thì cậu này ăn trộm cả chiếc xe SH. Phải nói là cậu rất là trưởng thành. À không, phải nói là cậu rất là to gan đấy. Cậu không sợ xa lưới pháp luật ư? Con hiểu những gì bác nói nhưng mà... Hay thôi bác ơi, bác ăn với con điếu thuốc với ạ. Dừng ngay. Rất lại chị. Tôi đã nói ngay từ lần trước rồi là tôi không hút thuốc, là tôi không mắc mưu cậu, tôi không để cậu mua chuộc tôi đâu. Nhá. Nhưng mà Ai ui bác ơi, ai ui. À. Cậu lại định nói với tôi là cậu bị viêm loét dạ dày tá tràng bị tái phát đúng không? Vâng. Xong rồi cậu lại định nói là cháu không mang theo thuốc. Rồi là cháu nhờ bác cởi trói cho cháu để cháu ra hiệu thuốc, cháu mua thuốc đúng không? Vâng. Có cái kịch hai màn thế thôi mà cậu không phát triển được lên thêm tí nào. Nhưng cậu mà... cứ dùng cái miếng cũ thế. Nhưng mà áo. Nhưng mà bác ạ. Ai ơi bác ạ. Nhưng mà lần này là con bị thật. Thật, tôi cũng không bao giờ tôi tháo dây cho cậu đi nữa đâu nhá. Bác ơi, bác cứu con bị thật. Tôi ngu một lần thôi. Bác ơi, nhưng mà
con bị đau thật mà bác. Bác không kêu qua con chết như này thì sao bác ơi? Đau quá đúng không? Không có đau lắm bác. Tôi không cho cậu đi, mà tôi sẽ đi mua thuốc cho cậu. Ăn này. Dạ. Thuốc gì đấy? Dạ. Sờ tô mắc gieo ạ. Sờ tô mắc gieo. Đây, cháu có mẫu ở trong cái túi này, bác giúp cháu. Vâng, vâng bác, con có cái vỏ thuốc ở đây ạ. Bác mua giúp con, con đau quá. Vâng ạ, đúng rồi. Thuốc đây sao không uống đi mà lại bảo đi mua? Nó còn vỏ rồi. Vâng ạ. Rồi, tôi đi mua cho. Vâng, con đội ơn bác ạ. Bác cứu con với bác đi nhanh giúp con về ạ. Bác ơi, bác nhanh giúp con về ạ. Bác ơi. Lâu tôi mới mắc mưu cậu nữa. Vâng ạ, bác. Thuốc đây rồi. Thuốc đây rồi. Ôi chết rồi. Thế là nó này trốn rồi. Ôi trời ơi, còn mỗi cái nịt thôi. À không, còn mỗi cái dây thôi. Lại nọt lưới rồi. Mình mất oan cả tiền thuốc. Đúng là giả đồng mà vẫn cứ ngồi. Đau dạ dày, dùng ngay Stomach Gel. Với sự kết hợp của bismuth, aluminium hydroxide cùng các thảo dược giúp giảm nhanh cơn đau dạ dày, bảo vệ niêm mạc dạ dày và giảm axit dịch vị, giúp giảm viêm loét dạ dày tá tràng. Stomach Gel, dạ khỏe, tâm an.